cái bột các bạn lắc vô nó nhẹ nhàng nè, các bạn thấy không, thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ luôn đấy, nhúng nhẹ vô một cái, bỏ nhẹ vô nè, bỏ vô cũng thiệt là nhẹ nhàng, sắp cho nó đều đúng theo cái quy định, sắp gà thì nó sẽ ra được 10 cái mà nó không bị chồng lên với nhau đấy. Đấy, nhích nhẹ cái đầu ra, các bạn bỏ gà vô lắc nhích nhẹ đó cho nó đi, nó chạy khoảng như 2 vòng nha. Đấy rồi, vũ cho nó gót bột xuống bớt nè, sau đó bỏ vô nè, bỏ vô là phải bỏ ngay ngắn này, ngay hàng thẳng lối nhẹ nhàng nè. Đây đấy, nhích cái cây gấp nhẹ qua bên, nhích nhẹ nè cho nó đừng có chạy cái đùi gà lung tung. Rồi tiếp tục là gấp cái khác bỏ qua, sau đó là lấy cái này bỏ vô. Đây lắc, rồi vũ nó cho nó gót cái bột khô ra bớt, rồi bỏ vô sắp hai bên nè. Đấy, nhẹ nhàng thấy không, đây ở đây một cái, ở đây một cái, đây cái, đây là 4 cái đúng không, một cái bếp á là các bạn sắp bề ngang nó chỉ được 6 cái thôi. Đây tiếp tục, rồi tiếp theo bỏ vô nhẹ nhàng đó, tiếp theo là cái thứ 6 nè, nhích nhẹ vô. Đây khi mà các bạn bỏ vô mỗi một bên hai cái như vậy nè, thì ở chính giữa này nó còn một khoảng trống cái gì đúng không. Đây từ đây qua đây nè, vào qua đây, nếu như mà các bạn bỏ gà vô theo cái kiểu này á thì được có 2 cái là nó hết, cho nên á là nếu như mà các bạn làm như vậy thì nó ra được có 8 cái thôi. Bây giờ Trọng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bỏ vô đúng 10 cái nha. Rồi tiếp theo lắc, rồi các bạn đừng có bỏ ngang gì nữa mà 4 cái cuối cùng là các bạn bỏ xuôi ngược lại. Đây đấy, thấy chưa, rồi đừng có thèm đụng nó, bây giờ mà đụng nó là nó bể bột hết, vì bây giờ nó còn ướt, nó còn mềm, mà các bạn đụng vô nó là nó sẽ bị bể bột. Tiếp theo cái thứ hai, bỏ nhẹ nhàng vô, và tiếp theo là cái thứ ba. Bỏ vô. Đấy, đây các bạn thấy không, được 3 cái rồi, đây cái cuối cùng nè, là đúng 10 cái. Rồi, cái cuối cùng bỏ vô đây, nhích nhẹ vô, đấy. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và xin hẹn gặp lại. Nếu như thấy hay thì hãy bấm like và thả tim. Cảm ơn.